Nếu sao ngày xưa bà này lại giành được ngôi á hậu, mặt thì nhọn, mắt như nhiều hâu, mắt thì cứ kiểu lẳng lơ, nói chung là xấu hơn hẳn hoa hậu lẫn á hậu hai. Ủa nhưng mà bà chị cũng là á hậu rồi, giờ sao giờ? Còn siêu mẫu nữa, còn thêm giải khác nữa, giờ sao giờ? Ý trời thôi. Lần sau biết mình đi hay té thì nói nhà thiết kế đừng đưa cho mấy bộ khó nữa chị nhé, nên biết lượng sức mình chị ạ. Nhưng mà nếu mà chị không diễn bộ khó thì ai diễn bây giờ? 2018 rồi, giờ người mẫu nào còn đi tung váy như bà Yến này nữa, đúng là thế hệ người mẫu già. Chị nói thật, chị rất ghét những người mà ngồi ở nhà mà phán giỏi hay lên mà làm đi. Bởi vì để làm những thứ này không phải đơn giản, mà cũng rất nhiều người mẫu cũng muốn làm như vậy cũng không được. Bởi vì đây là chương trình trả lời cho anti fan, cho nên chị đó là rất là thẳng thắn và chẳng có gì phải ngại. Anti mà, nhiều khi mình trả lời thẳng thắn biến thành fan mình luôn thì sao? Thật ra thì người mẫu già thì cũng không có thể là sai, quan trọng là do cái cách từ dùng từ của bạn ấy nó không được học thức lắm thôi. Chứ còn người mẫu già thì đúng sự thật là già già thật, nhưng mà nếu mình học thức hơn á thì mình sẽ sử dụng là người mẫu thế hệ trước chẳng hạn. Thì nó cũng có trình độ khác nhau chỗ đó. Được cái truyền thông tôn vinh quá đà mở mặt đơn, chắc do bợ đỡ nhau đóng mặt đơn nên vẫn ảo tưởng là siêu mẫu số 1 Việt Nam. Nói thiệt chứ mình thấy chị này đi cách đi khá là lạc hậu và xính xúa. Lớp mẫu sau rất nhiều em catwalk như cuộc chuẩn quốc tế rất xuất sắc. Chuẩn quốc tế hay không thì những người mẫu đang chuẩn quốc tế bây giờ cũng là học trò của chị. Được cái truyền thông tôn vinh nhau quá đà, chắc là do bỡ đỡ nhau thì chắc em nó cả showbiz này hả? Mỗi lần nghe Hoàng Yến nói chuyện chị sợ nuốt luôn cái lưỡi. Chắc bà chị sợ nói chậm dành hết miếng ăn cái mặt của bà quá. Mấy người không có bản lĩnh thiếu tự tin hay nói nhanh. Chắc bà sợ nói chậm dành hết miếng ăn cái mặt của bà quá. Cái này chị mới nghe lần đầu, tại vì nói chậm làm sao dành hết cái ăn và miếng mặt của em. Nói chung là em nói cũng đúng, bởi vì chị có một khuyết điểm là nói nhanh, mà cái đó tập hoài cũng không nói chậm lại được, bởi vì mỗi lần mới nói chậm thì chửi bay ra đâu chơi không biết nữa. Cho nên là cũng cố gắng khắc phục. Cái này chị ghi nhận, không phải là thi fan. Mình từng rất thích chị Yến cho đến khi xem MV của chị hát thì dở mặt khoe thân là chủ yếu. Ủa MV của chị đâu có hình đâu em, hay đâu có hình đâu em, coi lại nha. Bà này trước cũng thuộc kiểu chân dài gặp đại gia chứ cũng tốt đẹp hơn ai đâu. Nhưng chắc chưa sao đạo quá gì đó mà bị bỏ. Chị nghĩ là ai chân như chân chị là dài chắc rồi đó. Nhưng mà gặp đại gia thì bây giờ chị đã rất là giàu và có rất nhiều xe cộ và tiền tỷ hồ sồn hộp xoàn đó tùm lum rồi em ơi. Chứ em gọi là sao ta, không đàng hoàng cái mấy ăn nói kiểu này mà không ai có rước đâu nha em. Coi chừng ấy đó. Phẫu thuật thẩm mỹ ít thôi, không mai mốt để lại biến chứng nha chị. Chung là bây giờ chị đẹp hơn em được rồi. Thế chê người ta không phù hợp với chiều cao để làm huấn luyện viên thì người ta ngồi chung cái nóng với chị rồi đó. Thì nói chung quan điểm chị thì chị vẫn giữ là không có chiều cao thôi. Còn những vấn đề khác thì chị không hề nói đến. Chị nghĩ là chị với mọi người ngồi chung cái nóng không hề có một lý do gì để ghét nhau cả. Cho nên là mọi người bớt đâm chọt để mọi người ghét nhau thật sự đi nha. Thật á, nghiệp đó. Đảm bảo Võ Hoàng Yến lép vế tại The Face bà này, ngoài kỹ năng người mẫu thì làm sao nhiều quảng cáo hợp đồng như Song Hằng được. Nếu muốn nói là không có, mà nhãn hàng nào tham gia đều muốn người đại diện của mình thắng, cho nên Yến chuẩn bị tinh thần bên tim đi nhé. Bánh tim thì cũng được, cũng không có sao. Vấn đề là nếu như mà nhà tài trợ hay người khác quyết định thì mình chịu vậy. Nhưng quan trọng thì chị chỉ cần khán giả quyết định thôi cưng ạ. Nếu mà tim hay quá bị loại hết thì rõ ràng có vấn đề đấy. Và khán giả luôn luôn là người công tâm nhất, chị chỉ cần vậy thôi. Và điều đó là điều chị đã xác định từ ban đầu khi đưa đến cái cuộc trò chơi này.